Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Mèo Xúc Xích. Thì hôm nay mình sẽ đua squat nha mọi người, cùng ông anh trai của mình, và mình sẽ khám phá tiếp tập 2, đấy là khu vực Lori Temple nha mọi người. Khu vực này là một trong những cái khu vực khá là đông người, giống như là cái khu Zanbo với mọi người. À, cái khu vực này là nó thuộc map Zanbo Island nha mọi người, Zanbo map với mọi người ạ. Đó, cái đường bay thì vừa nãy là nó cũng chỉ gọi là hơi chếch chếch qua khu này thôi, nên là thành ra là hình như là khu này không có ai nhảy lại, có mình với ông anh trai của mình thôi, thành ra là hơi cứ lút đồ thôi mọi người ạ. Khu vực này giới thiệu qua cho mọi người, như mọi người đã có thể nhìn thấy này, thì nó như kiểu nó đang bị xây dở dang ấy mọi người đó. Và cái khu vực này nó sẽ chia làm 3 khu nha, khu mình đang lút đồ là khu đầu, và còn một khu giữa và khu cuối nữa, nó tương tự như cái chỗ này thôi này, như kiểu chỗ mình đang lút này, nhưng mà nó kiểu nó phân biệt ra thành 3 khu tách tách hẳn ra ấy. Nếu mà mọi người mà nhảy từ trên cao nhìn xuống thì nó sẽ rõ là 3 khu riêng biệt nha, chứ còn đang chạy như này thì nó cũng hơi khó nhìn mọi người ạ. Thì mọi người chỉ nhìn thấy cột thôi. Ở đây thì là một cái khu mà combat nó đúng là công thủ nó đều toàn diện nha mọi người. Công thì nếu mà mọi người công ở những cái đỉnh núi ở trên cao xuống ấy thì nó cũng rất là dễ, nhưng mà ngược lại thì đứng ở bên dưới mà thủ ấy, hoặc là để mà chạy trốn thì nó cũng cực kỳ dễ, vì nó có nhiều cột và nhiều chỗ trốn ấy. À, hình như có tên bot ở chỗ số 1 kìa. Ui, số 1 bắn luôn rồi anh em ơi. Rồi kệ đi, mình sẽ đi nút tiếp nha. Và ở đây, ở dưới cái khu này thì nó là nước nha mọi người. Nó là nước này, như mọi người có nhìn thấy. Và mực nước biển thì đâu đó nó khoảng bằng cái mắt cá chân thôi mọi người ạ. Mọi người đứng ở khu này thì mọi người vẫn chạy bộ được nha, vì nước nó khá là thấp. À, có một tên bot này. Bắn kiểu này chắc chắn là bot thôi. Ai chả, ấy là ui. Ông anh bị nhanh quá mọi người ạ. Nhoáng cái làm xiên luôn hai con bot mọi người. Rồi, cứ gọi là lượm thêm tí đồ. Chắc trận này là có cái súng gì không nhỉ? Thôi mà trận này mình sẽ bắn M4 với cả cái khẩu này là khẩu gì đây? Khẩu UP gì đấy? Mình không nhớ, kiểu không biết tên hết súng ở trong này đâu. Chỉ có những cái khẩu mà mình hay bắn thì mình mới thuộc tên thôi. Nhưng mà khẩu này bắn đạn chí này, tốc độ ra đạn cực kỳ nhanh. Tầm xa, nó bắn tầm trung và tầm gần thôi, chứ tầm xa thì cũng bình thường thôi mọi người ạ. Và súng này xuyên giáp nó sẽ yếu hơn những cái khẩu súng hạng nặng nhá. Rồi, lên trên khu trên xong rồi phán thôi mọi người. Ui dồi. À, đây là QBZ này, nhưng mà thôi bắn M4 đi. Mình sẽ chạy lên khu trên nha. Đây, ở trên những cái kiểu như giàn giáo này thì nó sẽ có những cái khẩu pháo nha. Những khẩu pháo này giúp mọi người có thể công hoặc là chạy trốn nha mọi người. Đây, mình sẽ lên, mình sẽ công sang cái khu bên cạnh đi. Công sang Zanbo nha mọi người. Cái khu Zanbo thì sẽ khá đông người đấy mọi người ạ. Đây, sang luôn khu Zanbo là khu bên cạnh này. Và cái phi thuyền kia nếu mà combat xong rồi chắc nó sẽ xuống Zanbo ấy mọi người ơi. Rồi, gian bầu thì kiểu gì cũng có người. Đấy, có thằng nó gọi thính nha anh em. Vừa sang tới lời thì đúng là cái thính nó tới lời luôn. Rồi, mình chưa có cái thẻ linja, nhưng mà mình nhặt được mấy cái móc thuyền để đu vào rồi. Đâu rồi ông anh? Đây ông anh mình đây rồi. Mình sẽ công vào nhà. À, chỗ thính có người này. Thấy ông anh mình bắn là kiểu gì chỗ thính nó cũng có người luôn. Rồi, thò cái đầu ra xem nào. À, nó đứng sau thính mọi người ạ. Hình như đứng sau thính mình sẽ đu lên trên cao nha anh em. Đâu, thò cái mặt. Úi giời, nó không ra luôn anh em ạ. Rồi, mình sẽ đu lên trên cao nha. Đu lên luôn. Ui trời ơi, trượt rồi, hỏng rồi. Pha này đu trượt, ui chết luôn kìa. Ơ vãi đạn, thế là có một tên rồi à? À, có hai tên hay sao mọi người ạ? Có hai tên hay sao nhỉ? Ui, nó vừa lút thính xong này. Ui, đồ vừa lút thính xong ạ. À, mình nhìn thấy khẩu ốp nha. Ông anh mình không biết có bắn ốp không? Không bắn à, nên mình lượm ốp luôn mọi người. Ui trời ơi, ốp này. Ui, có ốp mà một phát vào đầu là chết luôn đấy mọi người ạ. Trừ khi là mọi người có mũ 4 hoặc là mũ 3 nha, thì gần chết mọi người ạ. Gần chết luôn. À, thằng kia nó có súng thính mọi người ạ. Bảo sao nó gọi thính sớm thế. Trận này mình đua squat hay sao ấy nhỉ? Hay là đua ta? Hình như là chọn nhầm chế độ rồi anh em ạ. Thấy hơi ít người ấy. Hình như là nhầm chế độ hay sao ấy. Chả biết có phải không nữa, nhưng mà phải bắn thêm một lúc nữa thì mới biết được đây có mình có nhầm chế độ không. Vì mình vào game mình ấy chả để ý lắm, vì hai anh em mình đi đua squat thì nó còn chia nhau được mạng mọi người ạ, chứ còn nếu mà đi đua thì sẽ hơi ít mạng một chút xíu nha. Và tiện thể đấy, mọi người muốn mình review cái khu nào thì mọi người để lại cho mình cái bình luận ở phía bên dưới nha, mình sẽ ưu tiên để review những cái khu vực đó luôn. Rồi, ở đây nó cũng có quả pháo này. Cái khu Zanbo này thì combat thì đồ nó nhiều lắm mọi người, nhưng mà combat ngược lại combat thì nó hơi khó một tí vì nó có cái nhà. Anh à, có boss mọi người ơi, anh là boss ở trên đầu mình này. Ui trời ơi, rơi thẳng xuống mặt mình luôn ạ. Ai chà, ai chà, boss ạ, boss như chúng tôi này. Nếu mà mọi người bắn gần ấy thì mọi người lên là bắn quét nha, chứ bắn gần mà mọi người bật ngắm lên bắn ấy, thì nó sẽ kiểu là
hơi bị kiểu khó bắn một tí nên là cứ đứng gần là bắn quét thôi mọi người ạ. Combo pha này mình đổi sang ốp rồi, ở dưới gầm cầu. Úi trời ơi, dưới gầm cầu này có một tên này. Lốc chết luôn, mình gạt luôn rồi. Tên này như là tên bot hay sao ấy nhỉ? Mình nghĩ là không phải là bot đâu. Cái tên người rất là nhiều nha, mọi người nhìn thấy tên người không? Tên người nó hạ gục, điểm hạ gục rất là nhiều kìa. À, dưới gầm cầu lại có tên nữa này. Ô, vừa nãy thấy có một tên rồi, bây giờ lại có tên nữa này. Đầu 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 đầu. Đầu, ui ôi, nhanh thế ông anh, hơi nhanh mọi người ạ. À, thôi, mình sẽ lại lại về, chắc là về Lodi đi. Về Lodi thôi, không biết là có ai đến Lodi chưa nhỉ? Cái khu vực Lodi này là cái khu vực mà khi mọi người Lodi với Tanbou nhá, là hai khu mà rất là đông người luôn ấy. Nếu mà bo ở trong cái tầm này thì người ta sẽ tập trung ở khu này. Rồi bay sang cái luôn. Có người luôn mọi người ạ, mọi người nhìn thấy không? Có người này. À, đâu rồi? Đây 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 đây. Một viên, ui lốc luôn. Rồi, mình bay sang luôn nha. Neo lên khẩu pháo, công thẳng mặt nó liền. Đâu rồi? Đâu rồi? Công thẳng luôn. Trời ơi, trời. Công luôn cho nó bất ngờ mọi người ạ. À, còn tên này ạ. Tên này làm sao? Úi ôi ôi trời ơi. Ôi thế là hình như là mình đua đua rồi mọi người ạ. Pha đấy công mọi người thấy được không? Quá là mãn nhãn luôn mọi người ạ. Ui pha một pha công mà theo kiểu công phát là hẹo hẹo luôn hai bạn ấy. Trận này chọn nhầm chế độ rồi. Mình tính đua squad thôi nhưng mà nhầm chế độ sang đua 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 mất rồi. Kiểu 2v2 ấy mọi người. Chứ nếu mà đúng ra là phải chơi 2v4 mới đúng cơ, và mình sẽ cố gắng để solo squad nha mọi người. Danh thì mình cũng gần mắc rồi mọi người ạ. Danh này là mình đang mắc danh nhá, chưa lên leng gần thôi. Leng gần là cái gì nhỉ? Thách đấu à? Thách đấu hay là thần thoại ấy. Nhưng mà xương xương là trong top 10.000 thì mới được cái danh đấy, chứ còn hiện tại là cái danh mình là cái danh danh gì ta, mình lại quên mất cái tên đấy rồi. Cái danh gì mà ở clip tập 1 mình có nói là mắc danh ở trong cái phần cái game này ấy. Thì nó là cái danh mà hình khẩu súng ấy mọi người. Khi mà mọi người vào top 10.000 thì nó khẩu súng ấy nó sẽ được sơn vàng nhé. Nên nó cực kỳ xịn sò luôn, và mọi người sẽ có cái khung. Khi mà mọi người vào trận đấu ấy, nó có cái khung mọi người ạ. Ui cái khung ấy trông uy tín thực sự luôn. Và mình cũng sắp lên rồi, chắc là còn tầm khoảng 100 điểm nữa thôi. Mình sẽ cố gắng cày lốt và đi solo squad cho mọi người xem nha. Đây, đi công luôn mọi người ạ. Trận này gặp hơi ít người vì mình chọn nhầm chế độ ấy, nhưng mà thôi không sao. Chủ yếu là review ấy, là có một tên bot này. Bot hay người đây, bot hay người. Nào, nào nổi nấp luôn mọi người ạ. Headshot liền. Cái tên này như là tên bot rồi. Gạt nó luôn nha anh em. Gạt luôn, không phải tự nhiên có team khác qua là nó thuộc mất của mình đấy. Thính rơi kìa anh em ơi, đẩy qua thính luôn. Ông anh mình thì đang qua trước rồi. Ông anh mình chơi khẩu gì kia, Glauza anh em ạ, Glauza cực kỳ khỏe luôn. Nhưng mà anh em nào mà mới tập chơi ấy, thì mọi người lên chơi những khẩu như M4 thôi. M4 thì nó gọi là nó dễ bắn mà nó lại khỏe nữa cơ. Thề M4 dễ bắn lắm và nó khỏe nữa cơ. Còn anh em nào thích kiểu là trải nghiệm hơi giật giật một chút xíu thì mọi người có thể chơi AK, hoặc là xa hơn thì QBZ, hoặc là cái khẩu gì đạn 7 nó cũng giống QBZ nhỉ. Anh em nào nhớ tên ấy thì mọi người comment giúp mình nha. Mình cũng chả nhớ tên cái súng ấy lắm mọi người ạ. Rồi công lên trên đồi luôn nha. Trận này hơi ít người mọi người ạ, hơi thất vọng này. Trận này hơi ít người ấy là có cũ chứ. Ui lại bot rồi anh em ơi. Hơi nhiều bot nhỉ. Cái chế độ đua này sao nhiều bot thế nhỉ. Người thì chắc là chỉ có khoảng vài team thôi, vài team mà nó nhảy du thuyền nó bắn nhau hết ấy là thôi đúng xong luôn. À kìa rồi, mà vẫn còn tên người mọi người ạ. Mọi người có để ý mấy cái dòng chữ ở bên trên không, nó chạy qua ấy. Những cái tên mà như kiểu bot thì Happy này, Judy cái gì đấy, đấy mấy cái tên đấy nó giống lắm, hoặc là Sweet đó là cái tên bot nha. Vẫn còn người anh em ạ, mình sẽ check nha. Scope này scope 15 luôn mọi người ạ, vừa nhặt ở trong cái hòm thính ấy của cái tên kia nó bắn thính. Ấy à, có người bắn mình này, nhưng mà cái tiếng súng này lại con bot mọi người. Trận này nhiều bot đấy nhỉ. Ui neo danh ấy, nếu mà anh em mà neo danh mà gặp bot sướng cực luôn. Nhưng mà nên danh mà càng cao ấy, người càng đông mọi người ạ. Đặc biệt là chế độ squad này đông người thực sự luôn ấy. Mình thi thoảng mình bắn squad ấy mấy team ấy, kiểu team 4 ấy thì gặp đông người dã man luôn ấy. Nên thường thì mình sẽ làm clip ở squad nha, đua squad hoặc solo squad thôi. Hoặc có thể là mình đi team. Hôm nào à, mình có lập cái clan anh em ạ. Anh em nào mà muốn tham gia clan ấy thì mọi người ấn vào cái đường link group ở bên dưới để tham gia clan của mình nhá. Cái hiện tại chức năng game ấy thì nó chưa có clan đâu. Ui ôi, lại bot anh em ơi. Đấy là thành ra là mình chỉ làm group với cả book chat để cho mọi người giao lưu thôi. Thề clan mình thay to thực sự luôn ấy, toàn những ông thay to thôi mà kiểu mắc danh ấy, trong top 200 với top 300 nhiều dã man luôn. Đấy, mình thì sắp vào top 10.000 rồi anh em. Tại mình mới chơi được 5 ngày thôi nên là thành ra là cũng kiểu là chưa thể nào mà
mà pro ngay được, mình sẽ gọi là cố gắng dần dần nhá, xuống nhặt thính luôn xem là thính có gì không, kiếm cái giáp 4 với mũ 4 luôn cho nó ngon mọi người ạ. Trận này còn có 11 tên thôi. Uầy, ước gì được đấy luôn, có mũ 4 thôi nhưng mà mình có mũ 4 rồi, mình ẩn đồ nhá để cho nó đẹp, kiểu là skin ấy, mình có skin nên thành ra có trang phục nên thành ra mình ẩn đồ để nhìn cho nó đẹp thôi. Trang phục này mình kiểu quyền vương luôn anh em ạ, trang chơi trong quyền vương luôn. Rồi, mình sẽ đứng trên đồi cao cao mình check xem có thằng nào không, nhưng mà chả thấy ai mọi người ơi, không thấy một cái tên nào. À, có một tên bay ở trên đầu mình này. Ui trời ơi, đại con boss à, trời ơi, xương xương gặp phải 4-5 con boss rồi ấy mọi người. Ê, người thì ít thôi, boss đông thế nhở, chế độ đua này sao đông boss thế nhở. Rồi thôi, đi nha anh em, cứ lẩn thôi anh em ạ. Cái quả lấm này này ở những cái danh dưới, mà cái danh tầm danh dưới master là cái danh gì nhỉ, dưới master như là kim cương à, dưới kim cương nữa cơ, kim dưới kim cương là bạch kim, thì cái quả lấm này rất có nhiều tác dụng nha, nhưng mà tầm cái danh mà kim cương hoặc là master đổ lên ấy thì cái quả lấm ấy nó vô nghĩa luôn mọi người ạ. Bắn một tí là chết mọi người, to tổ bố luôn. Ông nào mà nhặt được quả lấm ấy xong sử dụng quả lấm ấy, ui trời ơi, nó bắn nó đã không trượt viên nào luôn ấy. Còn có 7 tên thôi này, 7 tên bây giờ đi tìm luôn. Ui thôi top 3 luôn, một tên chết bo kìa mọi người, một tên bị bo đội. À đây rồi, thấy người đây rồi, người mọi người ạ. Nhìn cái trang phục mới đội cái mũ cối đấy kia, đội cái chậu cây trên đầu để chỉ có thể là người thôi. Công lên luôn, mình mang ninja mà, à mình nhặt được cái thẻ ninja chứ, cái thẻ này mọi người nhặt này chứ không mang được đâu. Trong nhà này, trong nhà. Công vào luôn, công vào đội đấy, nó úp số đất lên đầu kìa mọi người. Nào mày chạy đi đâu? đâu úi rồi đây này ấy úi bắn mãi trời chúng xong rồi chết luôn mọi người ơi. 11 xác rồi. Cái tên này chưa nút thính mọi người ạ, nếu mà nút thính thì sẽ có đồ xịn xịn nha, ít nhất là phải có đồ cam mọi người ạ. À có xe này, à đâu không phải, có một tên bay trên đầu mình luôn à. Sợ thật đấy, còn đúng một thằng nữa kìa, còn đúng một thằng ạ. Ấy à, đây có tiếng súng này mọi người. À đây rồi úi rồi, top 1 easy luôn. Và càng ngày mình càng tiến gần đến cái danh đang gần rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi hết cái video clip của mình nha. Và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip sau nha. Bye bye.